Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Trưa hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn Bình Khánh của xã Diên Hòa. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị một căn nhà vườn nằm trên mặt tiền đường ô tô 4m phía sau lưng em. Căn nhà vườn này là có tổng diện tích là 130m2, ngang 4m và nở hậu phía sau là 4m3. Căn nhà xây mới 100%. Rất là đẹp luôn, nằm trên mặt tiền đường ô tô. Từ vị trí của em đang đứng đây là cách ra ngay đường Hương Lộ 39 là chỉ tầm 150m. Cách ra ngay Ngã tư Diên Hòa và trường Trần Đại Nghĩa là chỉ tầm 550m thôi anh chị à. Và cách ra ngay khu đô thị hành chính mới của Diên Khánh là tầm 1,5km đường ô tô. Và về trung tâm thành phố Nha Trang của mình là chỉ có 14km thôi. Rất thích hợp để làm nhà vườn, nghỉ dưỡng cuối tuần, rất là đẹp. Căn nhà này có kết cấu là một sân để xe nè, rồi hai phòng ngủ, một toilet, sân phơi và phòng khách. Thì để quý cô chú với giá bán là căn nhà này với diện tích là 130m2 với giá bán là 1.450.000.000, giá vẫn còn bất lòng ít cho quý cô chú anh chị nào quan tâm pháp lý sổ hồng đầy đủ. Thì để quý cô chú anh chị này hình dung rõ hơn căn nhà này em sẽ đi trực tiếp từ ra ngoài đường ngã tư của Hương Lộ 39 ngay trường Trần Đại Nghĩa, em sẽ đi trực tiếp vào đây để quý cô chú anh chị xem về đường xá, và tới em sẽ bay thêm vài hình ảnh là cam trên cao để mình xem tổng quan về khu vực này luôn được dễ hơn nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở ngay ngã tư của Hương Lộ 39 và quốc lộ 27C cao bốn quét Cao Lùng. Rồi đây là hướng rẽ vào Diên Hòa. Từ vị trí này đi vào căn nhà vườn của mình là tầm 550m thôi anh chị à. Đây bên tay phải của em đây là trường Trần Đại Nghĩa. Bên tay phải của em là trường Trần Đại Nghĩa. Hiện tại là em đang đi trên con đường Hương Lộ 39, em chạy về thẳng trong căn nhà để quý cô chú anh chị mình xem về cái độ sầm uất nhộn nhịp hai bên đường. Anh chị thấy khu vực này là trung tâm của xã Diên Hòa nè, hầu như là hai bên đường là kinh doanh hàng ăn uống rất là nhiều. Đó, kinh doanh hàng ăn uống rất là nhiều. Vào trong căn nhà mình chỉ tầm 150m thôi. Quán Hà Trang, cầu Bà Hữu, cầu Bà Hữu quán Hà Trang. Rồi từ đây mình cua vào là trong căn nhà. Đường phía trước đây là đường nhựa rộng tầm 60m đó anh chị, đường nhựa luôn. Rất là gần, từ vị trí đường Hương Lộ 39 vào trong căn nhà mình chỉ tầm 150m thôi. Đây đối diện đây là view sông của đất của nhà nước nè. Rồi đây là căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Đây anh chị, đây là phía đường lúc nãy em đi từ Hương Lộ 39 cua vào. Và đây là vị trí căn nhà. Đường ô tô rộng 4m. Đây là căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Căn nhà vườn mới 100%. Bên hông này em sẽ xin giải thích trước khi vào trong căn nhà, em xin giải thích trước quý cô chú anh chị là bên hông căn nhà là có miếu thờ Thành Hòn. Đây là miếu thờ Thành Hòn để của bà con người dân ở đây làm nông á, người ta hay thờ miếu Thành Hòn để cho vụ mùa bội thu thôi. Đây. Bên đây là miếu cái này, bên đây là miếu thờ Thành Hòn và bên đây. Đó, đây là hai bên đây là hai cái miếu thờ Thành Hòn của người nông dân tại địa phương cho vụ mùa, chứ không phải là mộ qua đâu anh chị à. Và căn nhà của mình lại cũng xin giải thích thêm với quý cô chú anh chị là căn nhà mình là căn gốc luôn. Đó. Mặt chính là hướng đông hơn là bắc và bên đây là bên hông. Anh chị thấy không? Ở bên trong căn nhà mình phía sau là cũng có nhà người ta đi ô tô về tới nơi luôn kìa. Đó. Đây là đường ô tô. Xung quanh đây là khu vực này rất là nhiều nhà vườn rất là đẹp. Đó, nhà vườn rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ đi vào trong căn nhà để mình xem thêm nha. Khu vực này là rất là đẹp, xung quanh là rất là nhiều nhà vườn. Khu vực này hiện tại là trung tâm của xã Diên Hòa luôn anh chị. Đây là sân. Đây là cái khoảng sân này rất là rộng nè, có sẵn ống nước rồi luôn. Đó. Có sẵn ống nước luôn. Sân này là mình có thể là để xe máy, mình làm bàn tiệc ăn gia đình cũng rất là đẹp. Đây là khoảng trước.
nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, toilet. Em đang ở đây vào lúc 12 giờ trưa nên cũng hơi nắng. À, đây là không gian phòng khách nè anh chị à. Anh chị cũng biết là một căn nhà 140m2 với giá là 1.450.000.000 thôi. Giá vẫn còn bớt cho quý cô chú anh chị nào á là mình quan tâm nữa. Chia ra để em chia thử 130m2. Giá chỉ là rơi 1.450.000.000 cho một căn nhà vườn xây mới 100%. Diện tích là 130m2 thì em chia ra là giá chỉ có 11 triệu cho 1m2 thôi anh chị à. Rất là đẹp. Mà quý cô chú anh chị cũng biết hiện tại là cái chi phí xây dựng và nhân công rất là cao, vật liệu xây dựng hiện tại rất là cao. Cho nên là bình thường mình mua một lô đất 130m2 mà mình xây lên thì cái số tiền nó sẽ đổi rất là nhiều. Giá đất khu vực này hiện tại là cũng tầm 6 triệu, 7 triệu cho 1m2 rồi. Có kể sẵn một căn nhà mới như thế này luôn. Mà giá chỉ có 11 triệu thôi. Thích hợp là mình mua để dành hoặc là đầu tư nè, mình nghỉ dưỡng cũng đều rất là tuyệt vời. Đây là bên hông nè anh chị. Đó, để có cửa sổ sẵn rồi. Mình lấy gió rất là thoáng. Đối với những căn nhà mà căn gốc thì anh chị cũng biết rất là lúc này cũng thông thoáng hết. Rèm cửa bằng gỗ đó, rèm nè anh chị. Đó. Rèm và cửa nhôm kính cường lực rất là đẹp. Đó, rất là thông thoáng luôn. Rồi, đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên này thì vào đây là anh chị thấy là khi gia chủ xây thiết kế là cũng để sẵn những cái đồ để mình cắm rồi. Đó. Đây là một cái cửa bên hông, là cửa để lấy gió giếng trời nè bên hông nè anh chị ạ. Vừa là để là không gian chỗ máy giặt luôn, vừa là có giếng trời phía trên. Đó, rất là tiện lợi luôn. Phơi đồ giếng trời. Rồi, trên đây thì anh chị cũng thấy là chủ nhà là cũng để sẵn những cái dây điện rồi. Đó, dây điện để mình lắp máy lạnh vào anh chị. Cửa là bằng cửa gỗ rất là đẹp. Cửa là bằng cửa gỗ rất là đẹp. Đó, đây là cái dây nước nóng. Rồi, anh chị thấy trần tường này cũng được ốp gạch men hết, rất là đẹp. Để có sẵn nước luôn anh chị ạ. Điện nước đầy đủ hết. Bồn cầu là mới hết luôn rồi. Ngay trung tâm của xã Diên Hòa, gần ngay khu đô thị hành chính mới Diên Khánh luôn. Một căn nhà vườn thích hợp để ở hoặc mua để dành đầu tư cũng đều rất là tuyệt vời. Chi phí vật liệu xây dựng thì bây giờ rất là đắt đỏ, nhân công cũng cao nữa. Mà sẵn một ngôi nhà này cũng vừa tầm tài chính, chỉ 1.450.000.000 thôi, rất là tuyệt vời. Đó. Đây, phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì cũng đã chừa sẵn hệ thống dây này để anh chị lắp tivi hoặc những cái trang thiết bị ví dụ như máy lạnh cũng đều rất là tiện. Căn nhà này là xây rất là nhiều cửa sổ cho nên vào trong rất là thoáng luôn chị ạ. Rồi, bên này là cũng có cửa sổ luôn này. Đó, anh chị thấy chưa nắng mà cái cây dừa nó lay gió là biết nó thoáng mát cỡ nào. Cửa sổ này để lấy gió bên hông. Phía sau là mình là có bồn chứa nước này. Cây dừa. Rồi, em để em đi ra sân sau cho quý cô chú anh chị xem. Đối với sân sau này thì gia chủ thiết kế theo kiểu là mình vừa có thể là làm xong phơ đồ hoặc là mình để chống sau lấy gió này. Đó, anh chị thấy gió mát không? Nha Trang là đang mùa này rất là nắng nóng luôn. Mà anh chị thấy chưa nắng mà gió nè. Đó. Ở đây là thiết kế có sẵn là bồn nước nè, rồi để là mình có thể là sinh hoạt, mình làm máy giặt ở phía sau. Hoặc cái thứ hai nữa là sân này mình để là làm sân bàn tiệc ăn uống cũng rất là tuyệt vời.
Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp cho một căn nhà vườn luôn. Lựa chọn đó là lý tưởng cho quý cô chú anh chị nào lớn tuổi nè, ngại vấn đề xây nhà, hoặc cái thứ hai nữa là cũng có một cái lợi thế là với cái tài chính và một giấy tiền sẵn cho một căn nhà mới như thế này thì quý cô chú anh chị mình cũng sẽ dễ dàng cân đối cái tài chính của mình khi để mà mình mua để ở. Tại vì anh chị cũng biết á, bây giờ chi phí vật tư xây dựng rất là cao, mà để mua một căn nhà, mua một lô đất mình xây lên đôi khi là lại vượt cái tài chính của mình, lại đâm ra nợ mà mình cũng không kiểm soát được cái tiền của mình thì nó rất là khó. Còn ở đây thì anh chị cũng thấy này, để có sẵn hết đó, hầu như là để có sẵn hết rồi đó. Nhà vườn rất là đẹp luôn anh chị. Đây là không gian nhà bếp này đó, cách ngăn cách không gian một bếp lại là một cái tủ kệ như thế này. Tủ vừa là kệ, tủ kệ để đồ này, để trang trí, và cái hai là cũng là một cái không gian để ngăn riêng phòng khách và phòng bếp với nhau. Đó. Rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Buổi trưa ở đây mà rất là mát luôn anh chị à. Sẵn hệ thống dây đồ hết vào, anh chị chỉ cần lắp thêm là, nói chung là có sẵn sẵn hết rồi, dây điện hết rồi, là mình chỉ vào thêm những cái nội thất thôi là mình ở thôi. Hệ thống dây điện là có sẵn hết, rèm đồ mới 100% hết. Đó, anh chị chưa, buổi trưa mà anh chị thấy gió mát không? Đối diện chúng ta, theo hướng Tây của em, đối diện qua đó là một cái đất vườn, khoảng đất vườn trống á. Cho nên là ở đây buổi trưa nó rất là thoáng mát anh chị à. Cái đó là đất của nhà nước á, phía trước chúng ta đó là đất của nhà nước nè. Cái phần suối, suối nhỏ phía trước là cây cối nè, cho nên là rất là mát, rất là thoáng luôn. Rồi, để em sẽ bay thêm vài hình ảnh like kem trên cao để quý cô chú anh chị mình xem tổng quan về căn nhà được dễ hơn nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này á, em sẽ bay một vòng bán kính quanh căn nhà để quý cô chú anh chị mình hình dung được rõ hơn. Thì từ trên cao nhìn xuống là anh chị thấy là khu vực này rất là nhiều nhà vườn kiểu mái Thái mới xây rất là đẹp. Bên hông là có miếu Thanh Hòn để nông dân, người nông dân cầu xin vụ mùa lúa anh chị à. Đó, và xung quanh là anh chị thấy là nhiều nhà mái Thái nè, và hầu như khu vực này là xây nhà ở rất là nhiều. Đây là khu trung tâm của xã Diên Hòa. Anh chị nhìn từ trên cao xuống thì anh chị thấy là khu vực này là hầu như là nhà người dân ở rất là nhiều. Đó, rất là đẹp luôn. Thoáng mát. Đối diện căn nhà mình xéo xéo đó là cái mương sông, đó là của đất của nhà nước anh chị. Nên là có một cái khoảng trống cây cối gió. Trước sau căn nhà là đều có cây cối thoáng mát luôn. Xa xa là view cánh đồng. Rất là đẹp. Khu dân cư ở rất là nhiều. Đó, thì nãy giờ em đã quay review xung quanh và cũng như là bay live cam trên cao, thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà căn nhà vườn ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi đúng không ạ? Với tài chính chỉ 1 tỷ 450 triệu, giá vẫn còn bớt một ít cho một căn nhà vườn mới 100% như thế này, với diện tích 130m² luôn, pháp lý sổ hồng đầy đủ, căn nhà 2 phòng ngủ ngay gần trung tâm của xã Diên Hòa và gần khu đô thị hành chính mới của Diên Khánh luôn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho quý cô chú anh chị là mua để dành để ở, hoặc cái thứ hai là mình mua để dành đầu tư cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì bây giờ chi phí xây dựng một căn nhà thì cũng rất là cao đúng không ạ? Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới căn nhà này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem nhà thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.